Tôi là một người đào tạo cho rất nhiều các bạn biết được cái cách mà các bạn có thể bán hàng, bán mỹ phẩm, bán sản phẩm và bán rất nhiều những cái phác đồ điều trị khác. Các bạn đồng ý rằng trong quá trình mà các bạn điều trị nám, đó là một liệu trình khá mắc tiền đúng không ạ? Và nó không phải là một liệu trình mà khách hàng dễ dàng đưa ra một cái quyết định tin tưởng ở nơi bạn và mua một bộ combo sản phẩm rất nhiều tiền để điều trị. Thì các nhân viên tư vấn, các nhân viên sale hay là các bạn chốt sale đều hay gặp một cái vấn đề mắc phải, đó là họ luôn luôn chê những sản phẩm và những dịch vụ ở nơi khác. Đây là một điều cấm kỵ trong bán hàng, bởi vì bạn hãy nên nhớ rằng nếu như mà bạn chê một sản phẩm hay một dịch vụ nào, hay bạn chê bất cứ một điều gì, thì bạn có công nhận rằng bởi vì bạn luôn có cảm giác bạn thấp kém hơn, bạn chưa bằng họ, nên bạn phải vin vào một điều gì đó để bạn chứng tỏ cho họ rằng họ thật sự rằng họ cần phải đến với bạn, không phải là cái sự tự tin của bạn, mà bởi vì bạn cảm thấy rằng bạn kém họ nên bạn phải chê họ. Vì vậy nên các bạn hãy lưu ý rằng chúng ta bán hàng cho khách hàng bằng cái cách chúng ta phục vụ cho khách hàng có thể giải quyết được cái nhu cầu của họ, nói trực tiếp. Ví dụ nếu như khách hàng đi tới với chúng ta, họ muốn có một làn da trắng mịn, một làn da mộc điều trị nám, thì các bạn hãy giúp cho họ giải quyết chính xác cái vấn đề đó. Họ muốn đẹp để họ ra ngoài kinh doanh, họ muốn đẹp để họ tự tin, hay họ muốn đẹp để họ mang làn da đẹp đó đi chia sẻ những cái sản phẩm của công ty để họ cũng có một cái hệ thống kinh doanh như chúng ta. Chính vì vậy, hãy đi thẳng vào vấn đề, nói với họ rằng chị muốn làn da của chị đẹp, mộc, trắng, mịn, tự tin, thì chắc chắn đây là lựa chọn mà tuyệt vời nhất đối với chị. Bên em hoàn toàn cam kết bằng những sản phẩm và dịch vụ 100% chiết xuất từ thiên nhiên, giúp cho da của chị hoàn toàn đẹp từ trong, đẹp từ ngoài, khỏe từ trong. Và các bạn hãy lưu ý rằng đừng bao giờ chúng ta chê bất cứ sản phẩm hay dịch vụ gì của đối thủ của chúng ta, của bất cứ một sản phẩm nào trong lĩnh vực hay thậm chí là ngoài lĩnh vực của chúng ta. Đây là một điều quan trọng không chỉ trong kinh doanh mà nó còn cho trong cuộc sống của các bạn nữa. Đừng bao giờ chê bất cứ một ai. Hãy nói ra những điều tuyệt vời, hãy nói ra những điều mà tích cực để mọi người khi gặp chúng ta, mọi người đều muốn nói chuyện với chúng ta, chia sẻ với chúng ta, chứ không phải bằng những cái câu từ chê bai hay những câu từ tiêu cực. Những câu từ đó chỉ làm cho các bạn bị thấp đi mà thôi.